Một số câu hỏi thắc mắc về hạn kim lâu. Có thể nói rằng, kim lâu là yếu tố có khả năng tiên đoán được cuộc sống của mỗi con người. Từ đó, con người chúng ta đặt ra những thắc mắc chúng nhiều hơn. Dưới đây là toàn bộ những câu hỏi được chúng tôi giải đáp chi tiết nhất. Phạm kim lâu có cưới được không? Các chuyên gia phong thủy cho rằng kim lâu là một tuổi xấu, nếu có thể tránh thì chúng ta nên hạn chế cưới xin vào độ tuổi này. Cưới năm kim lâu không chỉ ảnh hưởng đến cô dâu mà còn tới chồng, con trong gia đình như bệnh tật, bất hòa. Tuy nhiên, có những trường hợp bất khả kháng bắt buộc hai bên tổ chức hôn sự thì vẫn có thể tổ chức được vì kim lâu đã có cách hóa giải như Akisa đã đề cập ở phần trên. Phạm kim lâu có nên sinh con? Theo các chuyên gia nghiên cứu cho biết, việc sinh con vào năm kim lâu, đặc biệt là năm kim lâu tử thì vô cùng xấu. Giai đoạn này, người mẹ sẽ gặp nhiều khó khăn khi sinh nở. Đối với người bố thì công việc luôn trắc trở, không thuận lợi, tiền bạc hao tán, gia đình thì lục đục. Đối với đứa con sinh ra thì hay đau ốm, số mệnh gặp nhiều bất hạnh. Vì thế, cần nên hạn chế sinh con vào thời điểm này. Phạm kim lâu có nên xây nhà? 1, 3, 6, 8 kim lâu làm nhà, cưới vợ, tậu trâu thì đừng. Đây là câu thành ngữ không còn quá xa lạ đối với người Việt. Ngụ ý ở đây là những người tuổi phạm kim lâu thì không nên là những chuyện đại sự, trong đó có xây dựng nhà cửa. Việc xây nhà tuổi kim lâu có thể gây ra những tai hại nhất định cho gia đình, nhẹ thì tán hao tài sản, nặng có thể mất mạng, gia đình ly tán. Phạm kim lâu có nên kinh doanh và đầu tư? Phạm kim lâu không nên liều mình đầu tư hay kinh doanh, đặc biệt vào thời kỳ kim lâu thân. Điều này sẽ khiến bản thân gặp phải những khó khăn, trắc trở trong dự án, tai họa ập đến liên tục. Bên cạnh đó, người thân trong gia đình sẽ chịu hậu quả tương tự, khiến tiền bạc thì thất thoát, công việc và tài chính thì không ổn định, thậm chí là phá sản. Mượn tuổi vợ xây nhà năm kim lâu có được không? Theo quan niệm phong thủy nhà ở, xây nhà nên lấy tuổi của khí dương, tức là nên mượn tuổi người đàn ông, người chồng, người cha trong nhà. Nếu người chồng phạm tam tai, hoang ốc hoặc kim lâu thì sẽ tính đến chuyện mượn tuổi của họ hàng, người thân. Ngoài ra, có thể lấy tuổi của con trai trưởng đã đến tuổi trưởng thành. Tuyệt đối, mượn tuổi của vợ xây nhà vì người vợ mang khí âm, có vai trò vun vén cuộc sống gia đình, đứng sau hỗ trợ chồng. Có cách nào để bảo vệ bản thân khỏi tác động xấu của hạn kim lâu? Kim lâu thường mang lại những khó khăn, rắc rối đến cuộc sống của mỗi con người. Ngoài những cách hóa giải mà chúng tôi nêu trên, gia chủ cũng nên chuẩn bị cho mình một tinh thần lạc quan, tích cực, hãy làm nhiều việc thiện để tích đức, chăm sóc cho sức khỏe bản thân, hạn chế du lịch và luôn cẩn trọng trong mọi vấn đề. Bên cạnh đó, trang bị cho mình những vật phẩm phong thủy có thể hóa giải kim lâu để cầu tài lộc, may mắn, bình an và thịnh vượng. Xem kim lâu có phải là mê tín dị đoan? Khái niệm kim lâu có thể được coi là một quan niệm tâm linh truyền thống. Một số người có thể tôn trọng và tuân theo nó, trong khi khác lại có thể coi nó là mê tín dị đoan. Đánh giá về kim lâu thường phụ thuộc vào quan điểm cá nhân và văn hóa của mỗi người. Tuy nhiên, có thờ có thiêng có kiêng có lành tốt nhất là nên tránh để đảm bảo an toàn cho cuộc sống của mình. Hay ít ra trong lòng sẽ cảm thấy yên ổn nhẹ nhõm hơn. Có nên tin vào hạn kim lâu hay không? Một số người tin rằng tuổi kim lâu có thể mang đến những rắc rối trong cuộc sống và họ cố gắng tránh kết hôn hoặc thực hiện các biện pháp để hóa giải chúng. Tuy nhiên, đây là quan điểm dựa trên tâm linh tín ngưỡng, chưa có bằng chứng khoa học cụ thể để chứng minh chính xác. Nên nhớ rằng niềm tin về kim lâu là một phần quan trọng trong truyền thống một số người và nó có thể quyết định trong cuộc sống của họ. Tuy nhiên, cần thận trọng, luôn xem xét và đánh giá tất cả các khía cạnh của vấn đề và không nên hoàn toàn dựa vào niềm tin tâm linh để quyết định cuộc sống của mình. Kim lâu có thật sự hiệu nghiệm? Người xưa thường nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Nên dù là phạm kim lâu và thực sự có xảy ra hay không thì không ai dám phạm phải cả, nếu không may thì hối hận đã không kịp nữa. Tuy nhiên, trong việc cưới xin thì kim lâu đôi lúc không quan trọng bằng chọn ngày giờ tốt, vợ chồng hợp tuổi, không phạm tam tai. Đặc biệt là tình yêu đôi lứa, sự đồng thuận từ gia đình hai bên. Có tuổi nào không phạm kim lâu hay không? Các chuyên gia phong thủy đã tìm ra 8 tuổi không phạm phải hạn kim lâu, bao gồm Tân Mùi, Nhâm Thân, Kỷ Sửu, Canh Dần, Tân Sửu, Nhâm Dần, Kỷ Mùi, Canh Thân. Những người sinh vào năm này có thể làm nhà, cưới hỏi mà không lo các tác động tiêu cực từ kim lâu. Chỉ cần tính tuổi hoang ốc, tam tai là có thể tránh được. Hạn kim lâu kéo dài bao lâu? Theo cách tính của hạn kim lâu, nó chỉ kéo dài trong vòng 1 năm. Nếu bạn dính phải hạn kim lâu trong năm này, thì năm sau bạn sẽ không phải lo lắng về nó nữa. Thông thường, người ta dùng lịch âm để tính tuổi của hạn kim lâu, tức từ tháng 1 đến tháng 12 âm lịch.